Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì hiện tại cái tựa game này nó vẫn còn có vật phẩm limited nha các bạn. Nhưng mà vật phẩm sắp tới nó update là vật phẩm đầu video nha mọi người. Thì bạn nào thấy cái vật phẩm ở đầu video á, thấy đẹp hơn cái vật phẩm này á, thì các bạn có thể tích cái lượt quay để các bạn đợi khi mà nó update ra cái cánh mới á, các bạn quay. Theo cá nhân mình thì mình thấy cái cánh mới nó đẹp hơn cái cánh hiện tại, vì cánh hiện tại nó khá là nhỏ các bạn. Khi mà mang vào người thì cảm giác nó khá là nhỏ ấy. Thì các bạn nên cân nhắc nha. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.